Phương An Vũ hối hận vì đã hợp tác với Triệu Lộ Tư. Thành công đến quá bất ngờ của bộ phim Huyền Nghi Tân Sinh do Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn xứ Trung suốt nhiều ngày qua. Đáng nói, trước khi vai nam chính Tân Sinh ấn định Tỉnh Bách Nhiên, Phương An Vũ cũng đã từng tiếp xúc qua dự án này. Tuy nhiên, khi đứng giữa hai sự lựa chọn là Tân Sinh và Thần Ẩn, nam thần họ Vương quyết định chọn vế thứ hai, tức Thần Ẩn. Theo những gì được dân mạng xứ Trung đồn đoán, lý do Vương An Vũ từ chối Tân Sinh, một phần vì anh không thích thiết lập nhân vật chính. Thêm nữa, lúc đó nam diễn viên cũng muốn nhận phim cổ ngẫu, cổ trang thần tượng, đi theo con đường lưu lượng, nên mới đóng Thần Ẩn, hợp tác cùng Triệu Lộ Tư. Trùng hợp thay, thời điểm đó, Tỉnh Bách Nhiên cũng suýt chút nữa đã nhận đóng Thần Ẩn, nhưng cuối cùng anh lại bỏ để chọn Tân Sinh. Thần Ẩn lên sóng, dù phim vẫn mang về một vài dấu ấn, nhưng kém xa so với mong đợi của khán giả. Vương An Vũ lại càng mất nhiều hơn được, không chỉ nội dung phim vướng tranh cãi, mà bản thân nam thần họ Vương còn bị chê lên bờ xuống ruộng vì ngoại hình kém sắc. Thậm chí có nguồn tin tiết lộ, màn phát sóng thiếu nổi bật của Thần Ẩn khiến cho sự nghiệp của Vương An Vũ bị đình trệ. Thế nên trong lòng anh bây giờ bắt đầu có chút hối hận vì đã nhận Thần Ẩn. Vương An Vũ lần đầu được khán giả nhớ mặt khi đảm nhận vai nam chính trong Mộng Hồi Đại Thanh, kết đôi cùng Lý Lan Địch. Sau đó, màn ra mắt của bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Thời khiến công chúng càng để ý tới anh nhiều hơn. Là diễn viên vừa có ngoại hình vừa có thực lực, nhưng sự nghiệp của Vương An Vũ lại khá bình thường. Không phải diễn viên tuyến 18, nhưng cũng chẳng phải ngôi sao lớn, có độ nhận diện cao. Cứ nghĩ Thần Ẩn sẽ giúp Vương An Vũ thăng hạng giống như Trần Triết Viễn trước đó. Trần Triết Viễn từng nên duyên với Triệu Lộ Tư ở Vụng Trộm Không Thể Giấu, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sau Thần Ẩn, Vương An Vũ có thêm một lượng fan, nhưng không đáng kể. Tài nguyên tìm tới tay anh càng chẳng có gì để nói. Có lẽ sau này nam diễn viên nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn về mỗi một quyết định, cũng như lựa chọn thật tốt lộ tuyến cho bản thân. Tuy Thần Ẩn không đạt được kỳ vọng, trái ngược lại với sức nóng của Tân Sinh hiện nay, nhưng vấn đề Vương An Vũ có hối hận lựa chọn hợp tác cùng Triệu Lộ Tư hay không, anh mới là người rõ nhất, cũng sẽ chẳng có ai dại dột lại thừa nhận vấn đề nhạy cảm này. Đồn đoán mà dân tình truyền tai nhau, âu cũng chỉ là lời nói từ một phía, không có gì làm bằng chứng, netizen vẫn nên ăn dưa, bát quái một cách tỉnh táo. Dương Tử hay Châu Vũ Đồng là người tình màn ảnh ăn ý nhất của Lý Hiện. Lý Hiện có nhiều màn tương tác bùng nổ với các bạn diễn nữ như Dương Tử, Lưu Diệc Phi và gần nhất là Châu Vũ Đồng. Dương Tử, cá mực hầm mực. Vượt qua nhiều cái tên đình đám như Trần Tình Lệnh, Đông Cung, cá mực hầm mực được nhiều giải thưởng vinh danh ở hạng mục phim hay nhất năm 2019 và nhận về vô số phản ứng tích cực từ khán giả truyền hình. Trong bộ phim này, Lý Hiện đã thể hiện xuất sắc vai diễn Hàng Thương Ngôn, từ một đội trưởng lạnh lùng, khó gần, đến một chàng trai có trái tim ấm áp, dần dần mở lòng và yêu thương nữ chính. Còn đối với Dương Tử, cô đã chinh phục khán giả bởi nét diễn tự nhiên, thể hiện trọn vẹn sự đáng yêu tinh nghịch của nhân vật đồng niên, một nữ streamer nhiệt tình lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng. Sự kết hợp giữa Lý Hiện và Dương Tử tạo nên những phản ứng hóa học bùng nổ trên màn ảnh nhỏ, những cử chỉ âu yếm hay những ánh mắt đắm đuối khi nhìn nhau của bộ đôi khiến khán giả tan chảy. Nhờ diễn xuất ấn tượng, bộ phim giúp Dương Tử một lần nữa khẳng định vị trí nữ hoàng rating và khiến cho Lý Hiện một bước thành sao, trở thành nam diễn viên được săn đón nhất nhì màn ảnh nhỏ. Lưu Diệc Phi, Đi Đến Nơi Có Gió. Kể từ sau Cá Mực Hầm Mực, sự nghiệp diễn xuất của Lý Hiện gặp nhiều trắc trở, khi các tác phẩm sau đó của anh đều không gây được tiếng vang, phải đến Đi Đến Nơi Có Gió, một bộ phim truyền hình ra mắt vào năm 2023, sự nghiệp diễn xuất của Lý Hiện mới bắt đầu khởi sắc trở lại, thể hiện vai diễn Tạ Chi Giao, chàng thanh niên bỏ công việc lương cao ở thành phố để về thôn quê lập nghiệp. Lý Hiện thành công gây được thiện cảm với khán giả nhờ nét diễn tự nhiên, ấm áp, vào vai Hứa Hồng Đậu, một nữ quản lý khách sạn tài năng quyết tâm bỏ phố về quê. Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi đã thể hiện trọn vẹn sự mạnh mẽ, độc lập của nhân vật, đồng thời cũng bộc lộ sự dịu dàng nữ tính. Khi ở bên cạnh Tạ Chi Giao, lối diễn tình tứ tự nhiên của cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn. Chân thật đến nỗi sau khi bộ phim lên sóng, Lý Hiện và Lưu Diệc Phi được khán giả đồn đoán là đang hẹn hò. Phim giả tình thật, diễn xuất của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió không chỉ thể hiện trọn vẹn tình yêu đôi lứa ngọt ngào, mà còn là tình yêu với thiên nhiên, với cuộc sống bình dị và những giá trị tốt đẹp của con người, đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách nhất năm 2023. Châu Vũ Đồng, Sắc Xuân Gửi Người Tình.
Bộ phim gần đây nhất của Lý Hiện là Sắc Xuân Gửi Người Tình, hiện đang nhận được sự chú ý lớn với rating cao kỷ lục. Trong Sắc Xuân Gửi Người Tình, Lý Hiện vào vai Trần Mạch Đông, một chàng trai từng có tuổi thơ nổi loạn. Sau biến cố cuộc đời, anh chọn cuộc sống bình lặng với nghề trang điểm cho người đã khuất. Số phận đưa đẩy Mạch Đông gặp lại Trang Khiết, người bạn học cũ, hiện bị khuyết tật ở chân do một tai nạn trong quá khứ. Cùng nhau ôm lại kỷ niệm, Mạch Đông và Trang Khiết dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ của họ trải qua nhiều thử thách, nhưng với tình yêu chân thành và sự thấu hiểu, họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Diễn xuất của Lý Hiện và Châu Vũ Đồng trong phim được đánh giá tự nhiên, chân thực. Chính màn trình diễn sinh động của nam nữ chính đã mang lại sức hút cho phim. Nhiều ý kiến khán giả cho rằng, Lý Hiện và Châu Vũ Đồng đẹp đôi tới mức khiến họ quên cả Dương Tử và Lưu Diệt Phi. Lý Hiện và Châu Vũ Đồng khiến Sắc Xuân Gửi Người Tình như một bản tình ca nhẹ nhàng, lãng mạn, mang đến cho khán giả giây phút thư giãn và những cảm xúc đẹp về tình yêu. Nữ chính xé tiểu thuyết bước ra trong lòng Cnet, khiến dân tình choáng váng vì lộ hình ảnh cạo đầu nổi loạn năm 18 tuổi. Sở hữu vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo, cùng gương mặt có nét lai Tây và lối diễn xuất tự nhiên, Trương Dư Hi được fan hâm mộ đặt cho danh xưng búp bê màn ảnh hay nữ chính xé tiểu thuyết bước ra. Song ít ai biết, cô nàng từng có giai đoạn vô cùng nổi loạn với vẻ ngoài gai góc. Mới đây, trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, hình ảnh nữ diễn viên cạo đầu đinh húi cua cực ngắn vào năm 18 tuổi được công bố, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tiết lộ về vẻ ngoài này, cô nàng cho hay, làm vậy vì nghĩ ngầu, chỉ vì thích. Phản ứng của netizen trước hình ảnh cá tính của Trương Dư Hi, người đẹp cạo đầu vẫn đẹp, sao giống hoàng tử thao quá, nét đẹp của cô ấy vẫn như vậy từ năm 18 tuổi đến tận bây giờ, cũng ngầu thiệt. Trương Dư Hi sinh ngày 29 tháng 1 năm 1993, xuất thân từ nghề người mẫu, cô sở hữu vẻ đẹp mong manh, thoát tục và đôi mắt phớt buồn. Trương Dư Hi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh, tháng 10 năm 2009, Trương Dư Hi ra mắt giới giải trí với vai trò người mẫu, sau khi thành quán quân chương trình Cô Gái Ảnh Bìa Rally tại giải thưởng Kanebo Giai Lệ Bảo. Trương Dư Hi chính thức lấn sân sang diễn xuất vào năm 2013 với vai diễn nhỏ nhị nữ trong bộ phim truyền hình cổ trang Mỹ Nam Đường Triều. Trong 3 năm đầu của sự nghiệp, Trương Dư Hi tham gia khá nhiều phim, nhưng không để lại ấn tượng. Năm 2016, Trương Dư Hi bắt đầu nhận được sự quan tâm của công chúng, sau khi đảm nhận vai nữ chính Lâm Tinh Thần trong phim Nàng Công Chúa Tôi Yêu. Trương Dư Hi đảm nhận vai Thiên Kim Tiểu Thư mắc bệnh công chúa khá nặng. Cô xinh đẹp giàu có và tài năng, nhưng lại trúng phải lời nguyền kỳ quái. Nếu thích ai thì người đó sẽ không thích cô. Bộ phim đã giúp Trương Dư Hi đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình tại lễ hội thời trang Sohu 2016. Thừa thắng xông lên, Trương Dư Hi không ngại gian khổ mà chăm chỉ tham gia mọi vai diễn, kể cả vai diễn khách mời, từ phim cổ trang cho đến hiện đại. Các tập phim có sự tham gia của Trương Dư Hi như Chàng Hoàng Tử Tôi Yêu, Đẹp Trai Là Số 1, Giữ Quân Ca. Khi màn đêm gần sóng, mỹ nhân này cũng vừa có một dự án đã thông qua vòng kiểm duyệt, sắp sửa lên sóng là Lời Nói Dối Của Em Thật Dễ Nghe, đóng cặp với Trần Tinh Húc. Xuất hiện cặp sao lệch 21 tuổi vẫn cực đẹp đôi, nhà trai được ví như ma cà rồng vì 20 năm không chịu già. Dù mới lên sóng không lâu, nhưng dự án cổ trang Trộm Được Tướng Quân Nửa Ngày Nhàn đang thu hút ngày càng nhiều khán giả đón xem. Dù chỉ là loạt phim ngắn tập với thời lượng trung bình 30 phút, nhưng Trộm Được Tướng Quân Nửa Ngày Nhàn vẫn gây thích thú. Nhờ sự trở lại của nữ thần ngôn tình thế hệ mới Trương Miểu Di, cùng màn kết hợp với đàn anh nổi tiếng là Quách Phẩm Siêu. Trước đó, việc Trương Miểu Di hợp tác với Quách Phẩm Siêu đã trở thành đề tài bàn tán. Bởi lẽ, cặp đôi của Trộm Được Tướng Quân Nửa Ngày Nhàn chênh lệch nhau tận 21 tuổi. Chàng sinh năm 1977, nàng sinh năm 1998. Cả hai được xem là có sự khác biệt lớn về thế hệ lẫn phong cách diễn xuất. Thế nhưng sau cùng, Quách Phẩm Siêu và đàn em vẫn phối hợp hài hòa, trông khá đẹp đôi và ăn ý với nhau. Nội dung của Trộm Được Tướng Quân Nửa Ngày Nhàn kể về cuộc hôn nhân không may giữa con gái gia đình Thẩm Tể Tướng và Hoàng tử Văn Dạ. Thế nhưng khi hôn lễ chưa kịp tiến hành, thì có tin Văn Dạ hy sinh trên chiến trường. Để ngăn con gái cưng trở thành quá phụ, Thẩm gia đã ép cô con gái ngoài giá thú là Thẩm Khả Hỷ đi kết hôn thay. Tuy nhiên, điều mà cả Thẩm gia không ngờ là Văn Dạ chưa chết và thông báo kia chỉ là nhầm lẫn. Cuối cùng, Khả Hỷ lại bất đắc dĩ trở thành vợ của hoàng tử, có cuộc tình ngọt ngào, hạnh phúc với Văn Dạ. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Quách Phẩm Siêu, nhất là ở khoảng nhan sắc. Đã gần 50 tuổi, nhưng Quách Phẩm Siêu vẫn rất trẻ và phong độ, không thua gì các tiểu thịt tươi hiện nay. Đó là lý do mà anh vẫn diễn nhập tâm.
tự nhiên với Trương Miểu Di, dù hơn kém nhau tận 21 tuổi, cả hai cũng tạo nên combo chàng lạnh lùng và nàng dễ thương, khiến netizen vô cùng thích thú. Điều trùng hợp hơn cả là ngoài đời, vợ của Quách Phẩm Siêu cũng thuộc thế hệ 9X, kém anh 19 tuổi. Nhờ nét trẻ đẹp sau hai thập kỷ diễn xuất, Quách Phẩm Siêu được ví như ma cà rồng của Cbiz, chưa có dấu hiệu già đi chút nào. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.